thưa cô bác quý anh chị, hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà anh Cường, người mà có cái biệt danh mà Bùi Hồ tự đặt cho anh đó là hát giống Châu Thanh. Nhưng mà thì anh nói là cái chất giọng riêng của anh thôi, chứ anh không có thích giống ca sĩ nào hết. Và hôm nay thì đến nhà anh có được gặp ba của anh thì đang ngồi ở võng kia. Mẹ của anh thì mới vừa qua đời đây anh Cường ha. Ngày hôm nay thì đến đây đang nghe anh, trong có dịp mà về đây thì đến đây nghe anh chơi một số bài đờn ca tài tử cho nó vui. Cũng đường xá từ Tri Tôn. Cái thùng này hết lên rồi, bây giờ là quý vị thôi, khán giả đợi chút xíu tôi lấy. Mấy cái thùng này là anh tự gắn điện hết à? Thùng này tự ghim vô. Có cây khải không anh? Có. Chơi guitar cổ mà không có khải là chơi không bao giờ được. Cây khải là quyết mạch mà. Nó lên điện rồi đó anh. Cái thùng nó lên điện rồi đó. Giờ mình coi cái à. À cái thùng lên điện mà cấm lộn gách. Nghe tiếng đàn thôi là thấy mùi mẫn rồi. Lên gãy mạnh quá. Dạ. Được. Hôm nay thì đến nhà anh Cường thì chắc có lẽ là anh Cường sẽ thưởng tặng cô bác quý anh chị bài bản dài bài bản tăng nhạc hội tăng cổ cũng như một số bản vắng anh Cường ha. Thank you.
kim. Cái chuyện mà đàn á thì anh là quen tay đàn lâu thì khiến nó quen tay theo cái lối đàn ở trên cái phím đàn của mình, nhưng mà còn cái về mà học bài bản vọng cổ thì sao anh Cường? Bài bản vọng cổ hả? Dạ. Thì bài bản vọng cổ thì mình cứ nghe thì mình thuộc thôi, nghe từ từ thuộc ha, nghe từ từ thuộc chứ bây giờ không thấy đường biết làm sao, giờ chủ yếu nghe. Dạ. Quá hay, nói chung là anh nghe anh hát mùi ghê. Nhưng mà ở đây hình như chắc có lẽ là cái thùng nó lo, cái lo nó phần âm lượng nó hơi lớn phải không anh Cường? Ở trong nhà thì nghe vậy đó. Vậy ha. Ở ngoài trời mình nghe nó không lớn đâu, nhưng mà âm thanh vậy lên đó nghe im lúc. Ờ âm thanh bây giờ nghe im lúc hơn ở giúp với phòng trọ nhiều đó chứ. Dạ. Nghe đã lắm. Anh hát cực kỳ hay luôn á, giọng cực kỳ